Vâng, xin chào anh chị và các bạn à, Bài học tiếp theo trong series video này để Tôi muốn chia sẻ với anh chị một số các lý thuyết và kinh nghiệm Liên quan đến việc xây dựng đội nhóm thành viên trong công ty Hoặc là trong cái nhóm khởi nghiệp của mình à, Tất nhiên là kinh nghiệm thực tế từ công ty tôi Và những công ty tôi đầu tư vào Và những công ty tôi đã từng tư vấn và làm việc cho họ Tôi có thể kể với các bạn ít nhất là tôi đã làm việc cho khoảng 10 công ty khởi nghiệp trong ba công ty và có đầu tư vào một công ty thì như vậy là tôi cũng hào hỏi được rất nhiều những cái điều đó thứ nhất là về mặt lý thuyết thì xây dựng đội nhóm là cái gì và nó có những bước như thế nào thì các bạn search trên google ra thấy rất là nhiều thì tôi sẽ xin phép sơ lược cùng với các bạn một số những cái điểm chính của việc xây dựng đội nhóm thứ nhất là chúng ta sẽ phải tuyển thành viên vào à, muốn có đội nhóm thì đầu tiên phải có người đã thì chúng ta tuyển thành viên vào chúng ta đưa ra các tiêu chí để tuyển người về tuổi tác, sức khỏe, trình độ học vấn, vân vân. À, chúng ta đưa ra các lợi ích, các quyền lợi, các rủi ro chúng ta phải nói chuyện hết với các thành viên. Sau đó họ ok rồi, họ thống nhất rồi thì họ sẽ bắt đầu follow chúng ta, họ theo chúng ta có một cái đội nhóm 5 người, 10 người, 20 người. Thí dụ như công ty tôi bây giờ có 20 người. Đó. Thứ hai, sau khi có đội nhóm rồi thì chúng ta bắt đầu phải xây dựng là cái phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo, ví dụ như là tôi đúng không ạ? Cái phong cách lãnh đạo như thế nào. Rồi chúng ta phải đặt ra các mục tiêu cho đội nhóm. Ví dụ như người này phải học cái này, nhóm kia phải học cái kia để trở thành chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực mà công ty chúng ta hay đội nhóm chúng ta đang đi. Rồi các mục tiêu này phải làm sao? Có thể cụ thể này, đo lường được này, dễ dàng đạt được cái kết quả này. Thực tế này, có thời gian thời hạn cụ thể này thì dùng cái phương pháp như vậy để chúng ta tạo ra được những cái mục tiêu cụ thể để cho đội nhóm là chúng ta làm và chúng ta có thể phân thành nhiều nhóm nhỏ mỗi một người phụ trách một cái lĩnh vực nó giống như chúng ta lên kế hoạch và chúng ta triển khai trong cái quá trình mà triển khai đội nhóm ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có uh, luật đúng không ạ tức là chúng ta gọi là tiếng anh là rules đấy chúng ta phải có tính kỷ luật ví dụ như là uh, khen thường ví dụ như là phạt Đấy, rồi chúng ta phải làm gương làm mẫu đấy, cái người chủ cái đội nhóm đấy cái người mà lãnh đạo đội nhóm đấy là phải làm gương thí dụ như là bạn bảo là đi làm sớm đúng giờ đúng không thì bạn luôn phải là người đi làm sớm và đúng giờ à, bạn bảo mọi người muốn ở lại làm việc thêm giờ thì bạn luôn phải là người làm việc thêm giờ và muộn nhất bạn phải gương mẫu để cho nhân viên nhìn vào bạn phải tạo ra các quy luật của đội nhóm riêng mình bạn phải tạo ra bản sắc bạn phải tạo ra tinh thần bạn phải tạo ra cái động lực của đội nhóm của chúng ta. Thế thì tất cả những cái thứ đấy chúng ta đều có thể thông qua các quá trình đào tạo, thông qua quá trình huấn luyện, thông qua quá trình là kết nối, thông qua quá trình trò chuyện, tâm sự để chúng ta thấu hiểu lẫn nhau trong đội nhóm. Và sau đó là chúng ta sẽ xây dựng một cái kế hoạch hành động cụ thể cho từng nhân sự và cho từng nhóm và cho cả công ty. Đấy, và cái mục tiêu của chúng ta trong ngắn hạn là gì? trong dài hạn là gì? Đạt được doanh số như nào, đạt được cái bằng cấp, đạt được cái kết quả là gì? À, và chúng cái người lãnh đạo đấy là phải vẽ ra cho uh, cái cấp dưới của mình, đội nhóm của mình những cái cơ hội thăng tiến, những cơ hội phát triển trong uh, công việc và phải cho họ người ta cái quá trình tự chủ, quá trình tự làm việc và quá trình tự chịu trách nhiệm. Thì đó là một số những cái kinh nghiệm cơ bản để giúp các bạn làm và cuối cùng đấy là các bạn phải thử nghiệm và chấp nhận rủi ro Thử nghiệm là gì? Bây giờ ví dụ như là tôi phải cho nhân viên của tôi dạy thay tôi Bởi vì là tôi đến lúc nào đó tôi sẽ không có sức để dạy nữa đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải từ dưới đẩy lên đẩy lên đẩy lên Tin tưởng giao quyền cho các bạn làm Các bạn chưa làm được thì hướng dẫn các bạn làm cho tốt hơn Vẫn làm hỏng lại tiếp tục đào tạo Cho đến khi nào được thì thôi đúng không ạ? Xây dựng cái văn hóa của đội nhóm có những cái khẩu hiệu quan trọng Thí dụ như là à, không đổ lỗi đúng không không nói nguyên nhân chỉ nói kết quả không giải thích chỉ nói giải pháp đúng không ạ không tự ái à, không lòng vòng à, gì ạ không đổ lỗi cho người khác đúng không à, rồi thì tuân thủ các cái tính kỷ luật thì chúng ta phải viết tất cả những cái thứ ra và chúng ta hình thành nên một cái nghi thức của đội nhóm của chúng ta à, ví dụ như vỗ tay ví dụ như động viên khen thưởng ăn trưa ăn tối vân vân kiểu như thế thế thì đấy là một số cái lý thuyết thế về thực tế kinh nghiệm ví dụ như tôi thì à, như công ty tôi có 20 nhân sự và các bạn đều rất là trẻ công ty tôi vẫn còn rất là khó khăn tuy nhiên là đã có doanh số và đã đạt điểm hòa vốn ngay từ cái tháng đầu tiên khi kinh doanh à, đấy là một điều không hề dễ dàng đối với một cái công ty khởi nghiệp đó thế thì chúng tôi thường làm nào à, chúng tôi sẽ có các công cụ làm việc À, chúng tôi sẽ giao việc bằng cách là à, viết rất là rõ những đầu công việc ra ai làm việc gì thời hạn kết thúc là như thế nào à, mô tả các công việc bởi vì sợ là các bạn chưa biết làm thì tôi phải mô tả kỹ ra cách làm kết quả Đấy. À, sau đó thì tôi bắt đầu là đào tạo nội bộ à, tôi đào tạo nội bộ liên tục hàng tuần hàng tháng là đều có các buổi đào tạo tự tôi đào tạo hoặc là tôi mời những người bạn của tôi uy tín những người giỏi hơn tôi về Đào tạo nói chuyện để khích lệ nhân viên. sai đâu thì tôi sửa đấy. và tôi đưa ra những cái văn hóa làm việc của công ty, ví dụ như là 10 nguyên tắc làm việc hay là 10 nguyên tắc ứng xử. rồi thì xây dựng đồng phục cho nhân viên, cách chào hỏi, vân vân. rồi thì trong công ty thì chúng tôi sẽ quy định với nhau là hàng tuần đều có một cái buổi ăn trưa với nhau và hàng tháng là đều có một cái buổi đi chơi với nhau thế thì các bạn thấy là đi chơi với nhau thì có vẻ ghê gớm gì đúng không nhưng chúng ta chưa có tiền thì chúng ta đi chơi với nhau theo những cách như thế này chúng ta có thể đi ra trà đá uống cà phê buổi tối thứ bảy là công ty không làm việc tất cả đi uống cà phê sếp mời và tất cả mọi người cùng đi đấy, thì đấy là một cái buổi team building các bạn đừng nghĩ là phải đến các resort làm những cái trò chơi kéo co rồi nhảy bao rồi thì cái gì đấy mới là team building không phải Chúng ta liệu cơm gắp mắm Hàng tháng chúng ta đều làm như thế Thì chúng ta uh, sẽ rất là khuyến khích của nhân viên Hay chúng ta có thể là tổ chức các cái buổi nào Về thăm nhà của nhân viên Để thấu hiểu lẫn nhau, đúng không? Để hỗ trợ, để đồng cảm với nhau Đấy, Hay là buổi sáng chúng ta có thể đi chạy với nhau Buổi chiều chúng ta có thể tập gym với nhau Đó chính là cách mà chúng ta team building Đúng không ạ? Hay là chúng ta có thể nấu cơm ăn trưa với nhau khi mà chúng ta đang còn khó khăn như thế này chúng ta chưa có phòng ăn riêng chưa có phòng làm việc riêng chưa có ban bệ chưa có quy cách gì đúng không thì đó là một số những cái gọi là hoạt động mà team building à, thế còn về cái uh, thưởng khích lệ thì hàng tháng sẽ phải có những cái buổi bình bầu nhân viên xuất sắc đúng không ạ rồi phê bình những cái nhân viên làm không tốt và đặc biệt là phải công bằng với tất cả các nhân viên không có chuyện người nhà không có chuyện người thân không có chuyện người yêu à, tất cả đều công bằng như nhau tất cả mọi người đều có cơ hội phát triển như nhau à, và khen thưởng kịp thời rồi thì sao những cái hình thức khen thưởng bằng tiền bằng lời động viên bằng những lời khen ngợi những lời vỗ tay đúng không à, và cái gì chưa được chúng ta phải góp ý chúng ta phải gọi ra để chúng ta chỉ cho người ta thấy là được như thế nào và chưa được như thế nào cho khiến cho người ta tâm phục khẩu phục tâm phục khẩu phục để người ta có thể tiếp tục công hiến và càng khó khăn thì chúng ta càng phải động viên người lao động động viên anh em là vượt qua rồi chúng ta phải sử dụng những cái hợp đồng những cái cam kết để cho anh em yên tâm rằng là nếu như mà cái công ty này cái đội nhóm này nó thành công thì thành quả là anh em sẽ được hưởng cho nên là anh em bây giờ đang làm đang làm đang làm là làm cho chính mình và mọi người đều có những ý thức cao độ về cái quá trình khởi nghiệp và kinh doanh của mình. À, tất nhiên là cái cái, cái uh, khởi nghiệp và cái đội nhóm rất là quan trọng. Thế thì uh, có rất nhiều các cái, uh, ví dụ ở trên mạng. Thế Nhưng mà đây là một số những cái cách mà công ty tôi đang làm. À, khi họp thì uh, rất là nghiêm túc. Chúng ta phải có những cái quy định về họp và chúng ta cũng phải tạo ra những cái tinh thần cái văn hóa những cái sự tôn trọng tôn trọng những cái giá trị tôn trọng cái sự khác biệt chúng ta phải có những cái cách xưng hô chúng ta phải có những cái buổi làm việc hoặc là chúng ta phải có những cái hình thức truyền đào tạo người trên cho người dưới tất cả những cái điều như vậy đều gọi là văn hóa đội nhóm nghi thức đội nhóm và cái người làm chủ là người ta phải làm, làm mẫu làm gương cho tất cả những người khác vì thì thế thì chúng ta mới có thể có cơ hội phát triển được vâng thế thì tôi xin phép là chia sẻ rất là ngắn gọn như vậy thôi bởi vì tôi biết rằng là đội nhóm và những người làm cùng chúng ta trong quá trình khởi nghiệp rất là quan trọng đúng không thì tôi sẽ quay thêm các video khác tôi bổ sung vào tôi biết là còn rất nhiều những thứ tôi muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà trong một cái số lượng video và cái thời lượng như vậy thì tôi tạm cung cấp cho các bạn tất cả những kiến thức những kinh nghiệm cơ bản mang tính nền tảng là giúp các bạn khởi nghiệp thành công, khởi nghiệp không thất bại, giúp các bạn bán hàng và kiếm tiền được ngay, khởi nghiệp trên internet mọi thứ này, trở nên dễ dàng và tất nhiên để làm được các bạn phải dành nhiều thời gian để học tập, có kỹ năng, có kiến thức, có kinh nghiệm, có mối quan hệ, có công cụ thì các bạn mới làm tốt được. Bây giờ nó không dễ như ngày xưa đâu, làm gì cũng phải học và sâu thực sự đấy các bạn nhé. Vâng, cuối cùng thì xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi video này và xin chào và hẹn gặp lại xin chúc các bạn thành công rất mong nhận được những cái sự phản hồi những cái sự đóng góp của các bạn hoặc là những cái yêu cầu cụ thể để tôi có thể được tư vấn trò chuyện và học hỏi các bạn thêm nhiều hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái khóa học tiếp theo tên tôi là phan anh rất là lạnh